Hello, chào mọi người. Quay lại với chuỗi series hướng dẫn phần mềm Simple Facebook. Thì video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết bạn với những cái đối tượng mà thích một cái trang bất kỳ. Thì mọi người có thể target những đối tượng thích một cái trang nào đó theo ý muốn của mình. Ví dụ như những đối tượng anh em nào mà đang làm ảnh cưới hoặc là studio thì có thể target những đối tượng mà thích du lịch hoặc là thích phượt hoặc là những đối tượng mà đang hẹn hò quan tâm đến những cái trang về đồ cưới, về ảnh cưới, vân vân. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết và bằng kết hợp giữa phần mềm Simple Facebook và phần mềm Simple Grab. Thì đầu tiên thì em sẽ bật phần mềm Simple Grab lên. Ok, em có download sẵn rồi, em vào cài đặt sẵn. Thì ở cái ô giá trị chính này thì em sẽ nhập, em sẽ tìm điều kiện là thích trang theo ID Bay. Tiếp theo thì em sẽ tìm một cái ID Bay nào đó bất kỳ. Ví dụ em sẽ tìm một cái studio nào đó đi. Ok, cái trang này. Ví dụ em sẽ quét những đối tượng mà thích cái trang Dream Studio này. Ok, tiếp theo là bước lấy ID. Thì mọi người sẽ click vào và lấy cái ID của cái fanpage này. Hoặc là đối với một số anh chị nào mà không lấy được hoặc là không quen thì có thể truy cập địa chỉ này atbsoftware.com.vn, id.atbsoftware.com.vn. Copy cái đường link này, nhấn vào lấy ID thì hệ thống này nó sẽ tự động chuyển đổi sang ID. Thì mọi người chỉ cần copy cái ID này đó, giá trị chính thì mình sẽ nhập cái ID và bấm thêm điều kiện. Sau đó mình sẽ kiểm tra trên trình duyệt. Đây sẽ là những cái đối tượng mà thích cái trang này. Mọi người có thể kết hợp một số cái trường khác, ví dụ như là hiện tại đang sống ở Hồ Chí Minh và là nữ và ở độ tuổi 22 tuổi chẳng hạn. Đó, thì sau này ở cái một cái video hướng dẫn chi tiết về phần mềm Simple Grab này thì em sẽ hướng dẫn mọi người. Thì hôm nay video này em sẽ hướng dẫn sơ và chi tiết thôi. Ok, tiếp theo là mình sẽ bấm tìm kiếm và nhập cái tài khoản Facebook vào. Ok, trong lúc chờ đợi phần mềm này quét thì em sẽ bật phần mềm Simple Facebook lên. Chọn cái tài khoản cần để kết bạn. Ví dụ em chọn tài khoản này đi. Ok, mọi người có thể thấy là phần mềm này đã quét ra 600 này. Tại vì cái fanpage này á, cái lượt like của nó khá nhiều. Khoảng 200.000 lượt like thì phần mềm nó sẽ quét rất là lâu. Đó, thì mọi người đây em sẽ demo cho mọi người xem thôi. Thì thời gian nó không có nhiều nên là em sẽ demo. Thì sau đó thì mọi người sẽ lưu ra file này. Đây là like trang studio. Ok. Sau khi đã có cái tệp này đó thì em sẽ mở phần mềm Facebook và mở tài khoản cần kết bạn. Ở cái mục file em sẽ mở file UD, đây là trang studio này. Ok, đây là những đối tượng thích cái trang này. Thì mọi người có thể thấy này, sau khi mở file thì mọi người có thể thấy chi tiết ở trên này nè, hiện tên này, giới tính này, ngày sinh, số điện thoại thì một số public thì nó sẽ thấy. Email thì một số public cũng có thì sẽ thấy. Và địa điểm thì nó sẽ hiển thị rất là nhiều. Mọi người có thể phân tích hoặc là lọc lại trên này luôn. Và sau đó bấm kết bạn. Ok, còn như thường lệ thì mọi người sẽ chờ phần mềm kết bạn. Đối với những tệp mà lớn quá, ví dụ hơn 1.000, 2-3.000 hoặc là 5.000, 10.000 gì đó thì thường mọi người sẽ dùng phần mềm chi file nhé. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn xong mọi người cách để kết bạn với một những cái đối tượng mà thích một cái trang bất kỳ. Thì tương tự những cái trang khác thì mọi người cũng có thể dùng phần mềm Simple Grab này và lấy một cái trang nào đó bất kỳ, lấy ID và sạc quét đối tượng, sau đó sử dụng phần mềm Simple Facebook này. Ok, mọi thắc mắc thì mọi người có thể comment ở phía dưới thì bên em sẽ hỗ trợ mọi người
trong thời gian nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.